Cách Hà Nội hơn 250 km, giao thông thuận tiện, Lâm Bình là một huyện vùng cao được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Nơi đây có những dãy núi đá vôi trùng điệp, trong đó có danh thắng quốc gia 99 ngọn núi Thượng Lâm hùng vĩ mang truyền thuyết chim phượng hoàng. Cùng trích kinh núi rừng nguyên sinh Lâm Bình với những điểm đến như đỉnh Khuôn Hà, thác Nậm Me, hang Khổi Pín, rừng cọ Nà Va, lũng Puột hay cung đường đèo từ Ái Âu đến Khao Đao sẽ mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm vô cùng độc đáo. Đặc biệt, cùng với huyện Na Hàng, Lâm Bình có chung khu du lịch sinh thái nổi tiếng Hồ Thủy Điện Tuyên Quang thuộc lưu vực sông Gâm, được ví với thắng cảnh Hạ Long trên núi. Một không gian thiên nhiên rộng lớn, mát mẻ, trong lành, để du khách có thể tới khám phá và nghỉ ngơi thư giãn cùng bao bất ngờ thú vị. Và một trong những cảnh đẹp đặc sắc là cọc Vài Phạ, còn gọi là cọc Bục Châu Trời. Một điểm check-in nổi tiếng nằm giữa lòng hồ thuộc xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Rong ruổi trên hồ, chúng ta còn có thể đến thăm các thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng hay hang Phia Vài, nơi khai quật được mộ táng người Việt cổ niên đại 10.000 năm với những phát hiện quan trọng về cổ nhân học. Là nơi hội tụ của 10 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, mạch nguồn đời sống văn hóa truyền thống của Lâm Bình rất phong phú, đa dạng. Đến đây, du khách có thể khám phá rất nhiều phong tục độc đáo trong đời sống sinh hoạt thường nhật, đặc biệt là lễ hội Lồng Tông ở xã Lăng Can, hay lễ hội nhảy lửa với những ý nghĩa tâm linh sâu sắc, hết sức huyền bí của người Pà Thèn ở xã Hồng Quang, vân vân. Mang hơi hướng của núi rừng Tây Bắc, nhưng ẩm thực Lâm Bình lại có hương vị khá độc đáo. Đặc biệt phải kể đến các món ngon như cá bỗng, trứng vịt hồ, bún tày, thịt dê Thổ Bình, rau bò khai hay chè khao bút. Xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Lâm Bình đã quy hoạch, xây dựng hạ tầng, vận động bà con gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và cùng tham gia đầu tư phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Nhiều homestay của đồng bào đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế về đời sống văn hóa giàu bản sắc và ấm áp lòng người. Những cái tiềm năng là cho những cái khách mà từ châu Âu đến rất là nhiều, bởi vì là nó rất là đẹp. Thì chúng tôi cũng công ty là chuyên về làm thị trường và khách inbound, tham gia là chúng tôi cũng mong muốn là được đưa khách lên trên đây để trải nghiệm văn hóa cũng là thưởng ngoạn cái vẻ đẹp thiên nhiên. Du lịch cộng đồng để phát triển cùng với người dân là một cái điều mong muốn của bất cứ các doanh nghiệp nào khi làm về du lịch, và đặc biệt với cá nhân em, để mang lại lợi ích cho người dân. Nên Lâm Bình ở Tuyên Quang, đó là cái sản phẩm mà em sẽ dùng để em thiết kế cho khách ở thị trường châu Âu của bên em. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa truyền thống giàu bản sắc, lòng người chân tình, thân thiện. Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đang trở thành một điểm đến cuốn hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với nhiều ấn tượng cùng đong đầy những xúc cảm hữu tình.